Chào các em, rất vui được gặp lại các em trong tiết toán ngày hôm nay. Tiết toán này chúng ta học tiếp bảng chia thứ hai, đó là bảng chia 3. Nội dung bài học hôm nay chúng ta cần nhớ: một, lập và nhớ được bảng chia 3. 2, biết giải bài toán có một phép chia trong bảng chia 3. Các con đã nghe rõ nội dung bài học ngày hôm nay. Cô mời các con chúng ta cùng bước vào bài học. Cô mời các con chúng ta hãy quan sát trên màn hình của cô. Trên màn hình cô có một tấm bìa, trên tấm bìa này có 3 chấm tròn. Bây giờ cô lấy 4 tấm bìa như thế. Hỏi cô có bao nhiêu chấm tròn? Các con đã suy nghĩ và nêu phép tính giúp cô nào? Các con đã tìm ra phép tính rồi đúng không nào? Và đây chính là phép tính của chúng ta là 3 nhân 4. 3 có nghĩa là 3 chấm tròn được xuất hiện 4 lần. Cho nên ta sẽ lấy 3 nhân 4 chính là bằng 12 và ta tính ra được là 12 chấm tròn. Từ bài toán nhân này, cô có một bài toán được như sau. Các con hãy tập trung và lắng nghe bài toán của cô. Cô có 12 chấm tròn. Cô chia đều vào mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi cô có mấy tấm bìa? Các con đã nghe rõ bài toán của cô rồi đúng không nào? Bây giờ các con hãy suy nghĩ và cho cô biết bài toán cô vừa nêu chúng ta sẽ thực hiện bằng phép tính gì. À, các con cũng đã suy nghĩ ra và nêu được phép tính rồi đúng không? Đó chính là phép tính chia. Chúng ta sẽ có 12 chia 3. Có nghĩa là ta lấy 12 chấm tròn, ta chia cho một tấm bìa 3 chấm tròn thì ta sẽ được 12 chia 3 bằng 4 và ta có 4 tấm bìa như ở trên mà các con đã nhìn thấy. Qua hai phép tính 3 nhân 4 bằng 12 và 12 chia 3 bằng 4, các con có nhận xét gì về hai phép tính này? Từ hai phép tính này ta đã nhận ra được đó là từ một phép tính nhân thì ta sẽ lập được phép tính chia tương ứng bằng cách lấy tích là 12 trong phép tính nhân. Ta chia cho thừa số thứ nhất là 3 trong phép tính nhân thì ta sẽ ra được kết quả là thừa số thứ hai là 4 đúng không nào? Với cách làm như trên, cô và các con chúng ta sẽ cùng nhau lập bảng chia 3 như sau, mời các con tiếp tục theo dõi. Để lập được bảng chia 3 này, các con cần phải thuộc bảng nhân 3. Ở đây chúng ta thấy 3 nhân 1 bằng 3 thì ta sẽ có phép tính chia tương ứng là 3 chia 3 bằng 1. Tương tự như vậy, 3 nhân 2 bằng 6, ta có phép chia tương ứng là 6 chia 3 bằng 2. Vì sao ta lại thực hiện được 6 chia 3 bằng 2? Bởi vì 6 là tích trong phép tính nhân nên ta sẽ lấy tích là 6, ta chia cho thừa số thứ nhất là 3 thì ta sẽ được kết quả chính là thừa số thứ hai là 2 đúng không nào? Và tiếp tục như thế, ta lấy 3 nhân 3 bằng 9 thì ta được phép tính chia tương ứng là 9 chia 3 bằng 3. Với 3 nhân 4 bằng 12 thì ta sẽ có phép chia tương ứng là 12 chia 3 bằng 4. Vậy cô và đã làm mẫu cho các con các phép chia là 4 phép chia đầu tiên trong bảng chia 3 và các phép chia còn lại, cô mời các con hãy suy nghĩ trong vòng 1 phút và tìm ra kết quả thật nhanh giúp cô nhé. Mời các con. À, từ nãy giờ các con cũng đã tính ra được kết quả của các phép chia còn lại rồi đúng không nào? Ta sẽ có 15 chia 3 bằng 5, 18 chia 3 bằng 6, 21 chia 3 bằng 7, 24 chia 3 bằng 8, 27 chia 3 bằng 9, 30 chia 3 bằng 10. Như vậy cô và các con chúng ta vừa thành lập xong được bảng chia 3. Bây giờ các con hãy quan sát thật kỹ lại một lần nữa trong bảng chia 3 và hãy nhận xét cho cô ở trong bảng chia 3 này các số ở số bị chia là những số như thế nào? À, chúng ta thấy số bị chia thứ nhất là số 3, số bị chia thứ hai là số 6. Vậy hai số này nó cách nhau bao nhiêu đơn vị các con? Chính xác, giữa hai số này nó cách nhau và hơn kém nhau 3 đơn vị đúng nào? Thì có nghĩa là các số ở ở hàng số bị chia của bảng chia 3 là các số hơn kém nhau 3 đơn vị từ 3 đến 30 đúng không nào?
Chúng ta quan sát tiếp ở hàng số chia. Chúng ta thấy ở hàng số chia đều xuất hiện là các con số 3, đúng không? Bây giờ cuối cùng chúng ta quan sát ở hàng thương. Chúng ta thấy thương trong bảng chia 3 là các số liên tiếp cách nhau một đơn vị từ 1 đến 10. Chúng ta vừa lập và hiểu được bảng chia 3 rồi. Bây giờ cô mời các con chúng ta cùng đọc lại bảng chia 3 với cô nhé. Mời các con. 3 chia 3 bằng 1, 6 chia 3 bằng 2, 9 chia 3 bằng 3, 12 chia 3 bằng 4, 15 chia 3 bằng 5, 18 chia 3 bằng 6, 21 chia 3 bằng 7, 24 chia 3 bằng 8, 27 chia 3 bằng 9, 30 chia 3 bằng 10. Như vậy chúng ta vừa đọc xong bảng chia 3 và cô mong rằng các con về nhà sẽ học thật thuộc bảng chia 3 để chúng ta sẽ làm các bài tập sau. Bây giờ cô và con chúng ta cùng chuyển sang phần làm bài tập. Hôm nay chúng ta có các bài tập như sau. Mời các con chú ý bài 1 tính nhẩm. Trong bài này chúng ta có 3 cột. Để làm được bài tính nhẩm này thật nhanh thì các con phải thuộc được bảng chia 3 để chúng ta vận dụng vào làm bài. Các con đã nắm được rõ yêu cầu chưa nào? Bây giờ cô và các con sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài 2, đây là bài toán giải. Cô mời các con hãy lắng nghe và đọc thầm theo cô. Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Các con đã nghe cô đọc rồi và đã đọc thầm theo cô. Bây giờ các con hãy đọc thầm lại một lần nữa và cho cô biết bài này cho biết gì và bài này hỏi gì. Mời các con bắt đầu. Các con đã đọc thầm và đã tìm hiểu được bài rồi đúng không nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con chúng ta cùng tóm tắt bài toán như sau. Trong bài toán này cho biết có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Thì ta có nghĩa là 3 tổ này có 24 học sinh. Bài toán hỏi mỗi tổ có mấy học sinh? Có nghĩa là mình sẽ tính một tổ là bao nhiêu học sinh. Vậy dựa vào phần chúng ta vừa tìm hiểu bài và phần tóm tắt của bài toán, các con hãy giải bài thật chính xác. Các con nhớ nhé. Sau khi làm xong bài 1 và bài 2, các con tiếp tục làm bài tập số 3 của cô như sau. Bài 3 yêu cầu điền số. Bài này khi cho biết số bị chia, số chia và chúng ta tìm thương. Vậy muốn tìm thương thì ta làm như thế nào? Muốn tìm thương ta chỉ việc lấy số bị chia, chia cho số chia. Bây giờ các con hãy tập trung và cô sẽ làm mẫu cho các con ở cột thứ nhất. Trong bài này ta chỉ việc lấy 12 chia cho 3 thì ta được thương là 4. Tương tự với các cột còn lại, các con hãy về nhà làm thật nhanh vào phiếu bài tập và sớm hoàn thành bài nộp lại cho cô. Các con có đồng ý không nào? Qua bài học ngày hôm nay, các con cũng đã nắm được cách lập bảng chia 3 và các con hỏi cố gắng học thật thuộc bảng chia 3 để vận dụng làm bài thật tốt các con nhé. Một lần nữa, cô cảm ơn các con đã chú ý theo dõi bài giảng của cô. Chúc các con một buổi tối thật vui vẻ và luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các con.